Xin vấn chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Quen. Tiếp tục hôm nay thì em cũng có một số mặt hàng mong muốn để giao lưu cho bà con của mình nha. Có một cây tủ máy đình nha bà con ở Trường Kỷ và một số món đồ gốm và đồ đồng để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ những cái clip vừa qua nha. Thì hôm nay mã số 1 nha bà con. Mã số 1 S là một cái bộ Trường Kỷ 5 món lên nha. Bộ này thì nó còn có hai cái đôn luôn. Và một cái bàn thì hai băng ghế lớn nè. Chất liệu là gỗ gõ nha. Bộ này thì cái tích của nó được chạm đục là cổ tích cổ đồ. Bà con mình xem bộ này bên ngoài nhìn không gian nó rộng to lắm nha bà con. Bàn và ghế thì đã được vệ sinh làm sạch sẽ hết rồi nha. Bàn thì có cái chiều cao em đo cho bà con của mình luôn, đó là 75. Chiều cao 75 lần nha bà con, chiều ngang 61. Tổng cái chiều dài của bàn này là 127 nha. Miếng giữa liền một lá này nha. Bà con mình xem những cái lỗi và quăng gỗ của nó đây, tự nhiên vẫn còn nha. Hàng này nói chung là về là mình xài thôi, em vệ sinh sạch sẽ là mình xài được nha. Không cần làm gì thêm, Trường Kỷ 5 món. Rất là đẹp. Mỗi cái chân này thì dày lên của nó là 6 phân. Còn chân đó là chân ngốc sên nha bà con, hoặc mình gọi là chân thiên nga vẫn được nha. Đây con mình xem chạm đục đều tứ diện hết. Con mình xem sáng bóng nha, lần tích đôn chiều cao em đo luôn lên tới là 65. Chiều ngang của cái đôn này là chiều dài là 46 lần nha, và chiều ngang của đôn như thế này là lên tới 36. Thì em có một cặp đôn kích thước đều như nhau hết nha. Con mình xem đi nha. Nhìn nó đơn giản thôi, lịch lạp thôi nhưng mà rất là đẹp nha bà con. Băng ghế thì có hai băng ghế nè, bà con mình xem được chạm đục tích nha. Chạm đục tích cổ đồ luôn. Bà con mình xem rất là đẹp. Chỉ còn đống phụ thôi chứ cái này thì đã được vạch ni sáng lại rồi. Về là mình xài sử dụng thôi. Một băng như thế này rất là nặng, cái này nó gấp bằng mộng hết nha bà con, cái này đều gấp bằng mộng hết nha. Chiều cao tổng thì em đo lên tới là 1m04 đi, tới cái đỉnh thầm luôn nha, 1m04. Còn tổng cái chiều dài á, tổng cái chiều dài này thì lên tới 191. 191 là tổng cái chiều dài. Bà con của mình xem, những cái thành cuốn thư này sau lưng cũng rất là dày, thành cuốn thư này từ một tấc hết. Chạm đục là tích là cổ đồ á, bà con mình xem nha. Rất là đẹp. Đây, mặt trước này cũng được chạm như mặt sau nha, vì chỗ không gian của em nó hơi nhỏ cho nên không quay được mặt sau cho bà con mình xem. Bà con mình có nhu cầu thì kết bạn Zalo, em tư vấn, em gửi hình ảnh thêm cho bà con của mình nha. Đây cái này thì cái này lọt lòng nó ra 54 rồi. Chiều cao từ vị trí mặt đất lên vị trí ngồi nó tới là 50. Đó, cái này chỉ giữa 54 à. Bà con của mình có thể nằm mình nghỉ trưa nghỉ ngơi được luôn. Đó, bà con mình xem, chân này cũng khá là to nha. Chân này độ dày nhất của nó là lên tới là một tấc luôn nha. Rất là to. Bà con mình xem. Hàng trơn tru sạch sẽ sáng bóng toàn bộ hết, về là chỉ có xài sử dụng không cần làm gì thêm nữa. Thì cái bộ này 5 món em giao lưu với bà con mình giá là 43 triệu nha. Giá này là giá em bao ship nha bà con, em bao ship cho bà con mình là toàn quốc luôn nha. Nếu bà con mình ở gần khu vực miền Tây á thì em sẽ giảm chút đỉnh chi phí lại cho bà con của mình chút đỉnh đó nha. Ở miền Tây thì em giảm cái ship lại chút đỉnh cho bà con của mình thương lượng. Vì bộ này ship đi xa thì phí nó rất là cao. Trường Kỷ 5 món nha, Trường Kỷ lớn luôn á. Rồi đến với mã số 2 hết là một cái cây tủ nè, tủ máy đền. Rất là đẹp, cái tủ này hàng xưa. Nói chung cái tủ này tuổi đời khá là xưa. Đặc biệt là về em đã cho mà họ xả ra và đánh lại mới luôn đó nha. Đánh lại toàn bộ hết trên toàn bộ này. Gỗ của nó thực tế là nó khô ráo toàn bộ rồi. Về là con mình cũng có được xài thôi. Đặc biệt cái tủ này người ta chạm được những cái tích xưa nè, những cổ luôn nha bà. Những cái liên quan nữa nha. Trên này thì chạm hai con rồng, nó sông lông chân châu. Hai bên là hai máy đền, cây này to nặng lớn lắm nha. Này cũng rất phần mỏng thôi. Chúng tới giờ nếu mà cái khớp mỏng là nó khoảng là 3 khớp rồi nha. Với tổng cái chiều cao tới đỉnh mão trên luôn là từ 2,5 m cho lên. Nếu mà tổng cái chiều cao tới đỉnh mão nha. Còn cái chiều ngang, đây đo tổng cái chiều ngang phủ bì cho bà con mình cũng là 2,5 m. Rất là lớn, bên ngoài nhìn to thịt cộm lắm nha. Chiều sâu của tủ này ra thì lên tới 56. Hai bên là chạm được hình hai con rồng nè. Những hàng này chỉ có lối cổ điển ngày xưa người ta mới chạm đục mới làm như thế này thôi, chứ hàng bây giờ thì rất là hiếm, rất là ít nha bà con. Bà con mình xem giúp em hoa văn chi tiết. Đây, hàng thì nói chung đã được làm sạch hết rồi, về là mình chỉ có xài và sử dụng thôi, không cần làm gì thêm nữa nha. Đây, dán thì nó cũng làm tích hết, không hề bị nứt xé chỗ nào. Để mở cho bà con của mình xem anh từ nít ngoài tới nít trong luôn nha. Chạm đục tay gồng, hai bên gồng rất là to. Bên đây là chạm đục tích nè.
Đó, một con mình xem nha. Cái này là một cái hộp tủ nữa, đó, một cái cánh cửa. Đây, còn gỗ phía sau nha, bà con mình xem giúp em. Đó, gỗ của nó mộc mạc nha. Đó, mộc mạc gần tự còn tự nhiên, không có màu sơn phết gì hết. Nó còn nguyên ghim, nguyên si. Đó, bên dưới này là bốn cái cánh cửa cũng được chạm đục là cái tứ quý. Đó, cái tứ quý đó nha. Nếu bà con mình xem không rõ thì có để đến trực tiếp nơi của em nha, để bà con mình có thể xem người thật mình thật tận mắt rõ ràng kỹ càng hơn nha. Cái tủ này nói chung rất là lớn và to. Đó, và rất là đẹp luôn. Nó hàng bên ngoài thì em bao bà con mình không có luôn nha, không có cây thứ hai luôn. Đó, hàng là hàng xưa, hàng đặc xưa. Đó. Cây này thì em giao lưu với bà con mình giá là 72 triệu. Đó, thì em cũng bao ship bà con mình toàn quốc luôn. Và bao bà con mình tới nhà thì có thợ lắp ráp toàn bộ hết nha. Tới nhà thì có thợ lắp ráp cho bà con của mình. Đó, có thợ lắp ráp rồi thì để kiên cố hết. Này đều gắp mỏng hết nha. Đó, chân nó rời. Đó, bà con mình có nhớ ý thì kết bạn Zalo để bên em tư vấn thêm cho bà con của mình. Đó, và hỗ trợ thêm hình ảnh nha. Đó, bà con mình xem rất là lớn. Nhiều khi to quá quay cái đầu bà con mình cũng xem không có rõ đầy đủ hết. Đó, mặt tế bà con mình ở gần thì mình đến trực tiếp mình xem cho kỹ càng nha. Đó, 72 triệu bao ship toàn quốc. Bà con mình ở miền Tây thì em sẵn sàng giảm chi phí để chụp đỉnh cho bà con của mình nha. Rồi đến với mã số 3 là một cái cây tủ bày đồ nè. Đó, 5 tầng. Cái này thì 5 tầng nha. Mình để chân đồ bày đồ rất là đẹp. Cái này gỗ gõ nói chung hàng là hàng cũ thôi, chừng 20 năm, mười mấy năm đổ về thôi. Đó, nhưng mà về thì mình đã được vệ sinh làm lại rồi, sáng bóng rồi. Đó, bà con mình về mình trưng bày bày đồ được rất là nhiều luôn á. Rồi nó gọn gàng, mình để được thoải mái nữa. Chiều cao này thì em đo lên tới 187 lần nha. Và tổng cái chiều ngang thế này thì nó rơi tầm là 87. Đó, chiều sâu này ra là 33. Có hai cái hộp tủ ở trên, đó, mình trưng đồ để đồ. Đó, hoa văn chạm đơn giản thôi. Đó, mình chủ yếu là mình trưng bày đồ và chất liệu của nó là gỗ gõ. Đó, bà con mình xem gỗ gõ nha, làm tích. Cây này thì có giá là 10 triệu rưỡi. Đó, 10 triệu 500 ngàn nha. Đó, giá bao ship bên em đều bao ship toàn quốc tất cả mặt hàng, cho dù lớn cái nào em vẫn bao ship hết nha. Đó, bà con mình xem giờ bao lắp ráp tận nhà luôn, cho nên bà con mình cứ yên tâm về cái vấn đề cái ship và lắp ráp nữa nha. Và đến với mã số 4 thì em có một cái bàn bán nguyệt cổ gõ mặt đá nè, mặt đá tàu. Cây này chạm đục da tích dây nho. Đó, đơn giản nhìn rất đẹp. Đó, mà giá nó cũng rất là phải chăng luôn nha. Chiều cao là 80, chiều ngang thế này là 75, chiều sâu ra em đo cái mặt bàn bán nguyệt này là 37. Đó, làm tích hết rồi, sạch sẽ hết rồi nha. Về sử dụng xài thôi. Đó, chân này dày từ 3 tới 4 phân trở lên, rất là nặng nha, rất là dày và nặng. Đó, chiếc bàn này thì có giá em giao lưu là 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu 500 ngàn nha bà con. Đó, một cái bàn bán nguyệt gỗ gõ. Rồi mã tiếp theo là số 5, em có một cặp bình song tâm rồi nha. Đó, song tâm hàng là hàng tàu thì em vừa sưu tầm một cặp đôi trước em giao lưu rồi nha bà con. Đó, vì hàng này nói chung rất là ít, nó, cái người ta ngày xưa người ta muốn đúc ra được cái song tâm như thế này rất là khó nha. Đó, nó đạt tỷ lệ nó không có nhiều được, bà con mình xem có thể cảm nhận. Với cái chiều cao của bình thì em đo 36, chiều ngang 17 thôi. Và cái hoành bụng là 54 nha. Đó, vẽ cái tích sơn thủy nha. Đó, và một cái tích tứ quý. Đây, lành tích không hề nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào. Một cặp này thì em giao lưu cho bà con mình giá 3 triệu 3 thôi nha, 3 triệu 300 ngàn. Đó, bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn. Bà con mình về kiểm tra thấy có bể dở á, hay nứt mẻ gì á thì cứ liên hệ bên em nha. Đó, bà con mình cứ yên tâm. Và đến với mã số 6S là một cái pho tượng. Đây là một pho tượng gia cắt lượng quân sư nha bà con, Khổng Minh đó nha. Đó, rất là nổi tiếng trong truyền thuyết đó bà con mình xem. Chất liệu là gỗ hương ta liền nguyên khối. Đó, tay cầm cây quạt nha. Với cái chiều cao pho này thì em đo lên tới là 50. Chiều ngang của cái pho là 18 nha. Cái độ dày của cái pho này là 11. Đó, bà con mình xem hữu duyên. Đó, mặt sau lưng đây. Chạm đục thợ nhìn rất là hồn và đẹp, sắc nét nha. Đó, đây bà con mình xem. À, bức tượng này thì có giá em giao lưu là 1 triệu 8 nha, 1 triệu 8. Bên em giao lưu thì bao cứ kiểm tra hàng trước khi mình trả tiền, đúng hàng đúng chất lượng đồ thì bà con mình trả. Đó, tiền cũng vẫn là của bà con của mình thôi. Đó, hàng cũng vẫn là của em nha. Rồi mã số 7 thì em có một cái chiếc bình Nhật gốm sứ nè. Đó, một cái chiếc bình đó nha bà con, nhưng mà thực tế nhìn bên ngoài là một bình phong, nhưng mà thực tế là một chiếc bình. Đó, rất là đẹp nha. Với cái chiều cao này thì em đo lên tới 28. Cái đường kính ngang là 24 nha. Cái độ dày này của nó là 7 phân. Đó, bà con mình xem hoa văn vẽ những đóa hoa mẫu đơn rất là đẹp. Đó, sau lưng đây. Này là một cái nút này nha. Mình dùng để đựng nè. Đó, mình mở ra mình đựng nước, đựng cụ gì đó. Đó, chiếc này thì em giao lưu cho bà con mình giá chỉ là 900 ngàn thôi nha. 900 ngàn bà con mình xem chung đế giúp em nha. Đó, hàng làm tích nha bà con. 900 ngàn. Qua mã kế tiếp số 19. Ủa số 9.
Đây một cái bộ sưu tập đồng xu nha. Bộ này thì nó gồm có là 10 quyển, mỗi quyển có 6 đồng đồng xu Quế xưa. Đó, bà con mình xem giúp em. Đó, rất là đẹp, thì mỗi cái đồng thì đường kính của nó là từ 3 phân trở lên nha. Đó, gồm có là 60 đồng á, 60 cái đồng xu như thế này nè. Đó, bộ quà này thì em giao lưu giá là 900 ngàn thôi nha. 900 ngàn đồng bao ship tặng nhà nha. Mã tiếp theo là số 10. Em có một cái chum xưa đó nè, chum này ngày xưa thường người ta đựng muối gạo rồi đó nha. Đó bà con mình xem, một giống như cái tỉnh á, hàng gốm Nam Bộ ngày xưa. Cái này nó thuộc giống hàng cổ rồi. Chiều cao em đo là 35, đường kính miệng 17. Quanh bụng này là 107 nha, rất là già tuổi. Đó mình về mình trưng bày trên đề co, rất là già của gốm Nam Bộ ngày xưa đó nha. Cái này thì có giá em giao lưu là 500 ngàn cho bà con của mình. 500 ngàn đồng. Và mã tiếp theo 11, em có một cái khay trà gỗ gõ luôn. Đó, khay này là khay ngày xưa thường người ta dùng để là bưng mà khay chầu rượu á, các bà con mình xem nha. Đó, đi đám hỏi đó, tuyệt đồ đó nha. Tuyệt tùng á, bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp. Cái này đường kính em đo vuông của nó là 25, chiều cao là 19 phân đi. Đó. Rất là dày dặn, cái này giá 1 triệu mốt nha, chất liệu gỗ gõ xưa luôn nha bà con. Mã 12. Đây em có một cái bức là quan nhị ca chất liệu đồng pháp lam nha, bà con mình hữu duyên. Đó, với chiều cao thì em đo là 23, chiều ngang thế này 14 nha. Độ sâu là khoảng 6 phân. Đó, đồng này là đồng pháp lam nha, bà con mình xem đế giùm em. Đó, bà con mình hữu duyên rất đẹp. Tho này nói chung cũng vài chục năm rồi chứ không dưới. Đó, bức này thì có giá em giao lưu là 2 triệu. Đó, 2 triệu đồng. Mã 13 thì em có một cái ống điếu nha, một cái điếu bát gốm sứ được bọc đồng nè. Đó, đặc biệt men này là men gạn luôn nha, vẽ tay. Tổng cái chiều dài này em đo 38, chiều cao cả đế 13 nha. Đó, cái hoành này không lên tới 20 là chỗ lớn nhất nè. Đó, hoa văn vẽ tay rất là đẹp, men gạn. Cái này có giá là 1 triệu nha bà con, 1 triệu đồng nha. Mã số 14S là một cây, là một cái tác phẩm là một chú hổ nha. Đó, nó là đây đặc biệt, nó là gỗ chắc liền nguyên khối chắc ta xưa của Việt Nam. Đó, cái hàng chắc thế này ngày xưa thì bây giờ giá trị rất là cao, bà con mình cũng biết rồi. Người ta tính bằng ký không à, mỗi ký nếu mà hàng đẹp của nó từ hàng triệu trở lên trên một ký nha. Đó, thì cái pho này đặc biệt nó từ 3-40 năm, chạm đục thủ công ngày xưa nha bà con. Tổng cái chiều dài là 37, chiều ngang thế này 11 nha, và cao là 14. Đó, bà con mình xem nha, gỗ chắc liền nguyên khối. Bức này có giá em giao lưu là 2 triệu 9, 2 triệu 900 ngàn. Tiếp theo mã số 15. Đây em có một cái bức tranh Pháp xưa. Đó, tranh này là tranh giải vẽ tay nha bà con. Tích thuận bòm xuôi gió nha, tuổi đời khá là xưa nha. Đó, về kiểm tra hàng đúng đồ thì bà con mình nhận, không đúng hoàn về cho em. Đó, bà con mình cứ yên tâm nha. Đó, chiều cao cái bức này thì em đo lên tới là nó 73. Chiều dài, chiều ngang cái bức này nó lên tới 93 rồi nha. 73, 93. Đó, khung tranh nó dày khoảng 2 phân rưỡi thôi. Đó, bà con mình xem thuận bòm xuôi gió, hàng vẽ tay, hàng của Pháp ngày xưa luôn. Đó, hàng đã qua thời gian 5 tháng rồi nha. Bức này thì em giao lưu giá 1 triệu 3, 1 triệu 300 ngàn, còn một bức duy nhất nha. Đó, tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa lại nguyên, cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Đó, bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em. Cuối clip thì em cũng xin mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Xin hẹn những clip kế tiếp ạ.